Rồi xin chào anh em nhé. Thì về được vài bộ XBH07 hàng Mỹ nha anh em. Thì bán cho anh em luôn kẹp theo sạc zin 220 luôn thì số lượng sạc zin 220 zin giờ thì chỉ còn 2 cây. Cho nên là em đăng hai cây cho anh em có nhu cầu luôn nhé. Đầu tiên là XBH07 này, thật máy này, mới 100% này. Kèm theo pin 5A nha anh em. Đó kèm theo pin 5A này. Đó. Và sạc này. Thì anh em lưu ý sạc này là sạc 220 zin luôn nha anh em. Đó, một bộ một máy một pin một sạc như thế này tay cầm uh, móc treo đầy đủ này. Đó, một máy một pin một sạc, tay cầm móc treo đầy đủ. Đó, thì uh, giá của nó đang là 4 triệu uh, 800 ngàn Đó. Thì anh em nào mua bộ này thì có giá 4 triệu 800 ngàn Còn anh em nào mua vỏ sách nữa thì uh, hỗ trợ giá 200 ngàn cái vỏ sách thì là 5 triệu. Đó. Thì anh em uh, sẽ được uh, một bò một máy một pin 5A, một sạc zin 220 Đó. Thì à anh em nào có nhu cầu có thể liên hệ em qua số điện thoại là 08 888 40578. Đó, thì số lượng cũng có hạn. Còn đối với anh em nào muốn mua một combo của XBH07 và XDT14 luôn thì combo hai máy, hai pin, một sạc. Đó, thì em cũng có luôn. Thì đối với những anh em nào muốn mua Makita thì có thể liên hệ em nhé. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video. Thì đây là em soạn ra để chuẩn bị giao cho khách cho nên là anh em nào cần thì em vẫn còn vài bộ cho anh em. Tại đợt này hàng Mỹ em nhập không có nhiều cho nên là đa số là khách đặt hàng là em giao luôn. Rồi, cảm ơn anh em.